Ồ, ủa sao kêu đợi ngoài cổng mà vô đây vậy? Ở đây mát quá, đẹp quá, đi bộ một vòng chơi một vòng. Vậy hả? Bên kia, bên kia, bên kia. Rồi thấy sông nước ở đây sao? Đẹp ạ. Đây suối chảy, rồi đây là trồng bí trồng đồ, tất cả cây cối ở đây, vườn ao chuồng luôn á, trời xanh bao la là của mình. Được anh, trong lành á. Lâu lâu lên đây phải nghỉ ngơi thoải mái xíu cho cuộc sống nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ mình sẽ vào rừng mình tìm sơn nữ, hỏi thăm sơn nữ đường đi, với lại mình kiếm mồi, kiếm đồ mình nấu, chim trời cá nước đầy đủ hết. Hôm nay là một ngày chúng ta sẽ gọi là ngao du sơn thủy. Ok. Ủa nhưng mà anh hẹn là anh hẹn ngoài đầu đường mà tự nhiên nãy chui vô trong cái giường người ta chứ vậy? Em ngắm anh, ngắm suối, em tham quan trước. Tham quan trước để em địa có cái gì mà em lấy được không? Vậy hả? Đúng rồi, nhưng mà rất tiếc là ở đây thì chưa, tại cái giường này mới trồng, chưa có gì hết. Mời lên chiếc Lamborghini. Lamborghini phải không? Đúng vậy. Biết bơi không? Không biết bơi. Vậy mình chơi trò chơi không xuống nước. Được, vậy được. Nhưng vẫn phải xuống nước. Vẫn phải xuống nước. Nghe nó phi lý quá, phi lý chút chắc quá. Trò chơi vậy là xuống nước nhưng mà không xuống nước. Xuống nước mà không xuống nước. Xuống nước mà không ướt. Xuống nước mà không ướt. Đúng vậy. Khó à, trò gì vậy? Rồi, thứ cái này rồi, chống này à, cái này mệt ra. Rồi, cái này phải bỏ dép ra. Rồi sao nữa? Chui vô, mọi người trái. Em thấy trò này gọi mà anh chưa chơi. Anh Bảy, này chơi sao anh Bảy? Cái này ra mình chui vô trong, cái mình dùng cái máy bơm này nè, rồi mình bơm. Rồi bây giờ... Rồi làm sao mình xuống nước được? Xuống nước thì sẽ có người đưa xuống. Có người kia xuống hả? Bình thường anh xuống nhưng mà đối với các anh thì nó hơi mạo hiểm bởi chưa quen, thành thử là sẽ có... Nếu mà bình thường lăn là mình lăn sao? Quăng xuống luôn nè. Mình sẽ để lên trên bơm ở trên kia, lăn theo cái đường xuống. Lăn luôn đi. Dám không? Chơi. Vậy thì bây giờ sẽ đưa bóng trên này. Rồi. Để cho nói chung là có trái banh rồi thì nó có đụng thì nó cũng đâu bị đâu đúng không? À, đúng rồi, không bị sao hết. Còn giờ còn con nha. Rồi biết. Chà, này cũng nặng dữ ha. Nặng ha. Ê, ê. Không phải. Ca sĩ đó. Chân yếu tay mềm. Rồi vô đi cưng. Rồi, vô. Nhờ có anh Bảy chứ không có anh Bảy không biết sao bơm luôn. Ngồi xuống nào. Rồi ngồi xuống. Rồi. Xong cái mình khóa ngoài luôn. Ngợp không? Yên tâm, ở trong này nửa ngày không sao hết á. Này, đứng cạnh lên nha. Vậy với mày. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Một tí trục chặt mọi người ơi. À, chắc ai đó sẽ sớm bơm lại thôi. Dạ, 1, 2, 3. Ok không? Ổn. Rồi bước đi từ từ nha. Từ từ đợi anh với nha. Đợi nè. Thưa quý vị, tôi sẽ thử thách chơi với bóng để coi tình hình như thế nào. Bình thường chưa đưa bóng sao? Có ai nghe nói gì không? Oh no. Đâu? Nhìn như cái bánh bao nhân thịt. Alo, có ai nghe tôi nói gì không? Alo. Đây, đi catwalk. Màn catwalk đỉnh cao. Đến vô. Chào mừng đến Việt Nam, bạn sẽ được thưởng thức tuyệt vời. Chào mừng đến Việt Nam. Mẹ tôi luôn theo tôi từ những ngày thời thơ. Không sao. Không đứng được. Vậy mệt như chó. Ngọt thở không nổi. Chứ phải mệt mà ngọt. Quyêu còn sống không Quyêu? Ôi khó không vậy? Hơi nước à. Ai sáng tạo ra trò chơi này vậy? Mệt quá. Thà ướt đi ha, chứ đừng ướt mà không ướt. Đúng rồi, xuống nước mà không ướt, mệt. Ướt luôn đi. Chết rồi, tuổi già tới rồi. Huyết áp ba tụt hết rồi. Thấy đường không anh? Hên xui. Anh em mình giống cục bánh bao trứng muối anh. Đây là đâu? Mà tôi là ai? Ai tới? The Ray Chap. Đừng dài dột mà thử trò chơi này. Đừng tin lời cha Bảy. Đúng. Quá mệt mỏi. Những người có những bệnh về cơ khớp và xương. Thần kinh nữa. Đừng chơi trò chơi này. Não sẽ bị lăn thì chắc anh. Không nên chơi nha mọi người. Quá mệt mỏi. Thôi đi. Đó, mình vô trong rừng. Mình đi tìm hoa lá thực vật. Hoa lá thực vật. Đó, thấy hoa lá không? Em đã biết trước khi đến đây nhận chương trình này rồi anh ạ. Là biết cái gì? Đây là quần sọt. Đúng rồi. Áo hoa, đồ thiên nhiên, đồ. Em nghĩ là sau những ngày làm việc mệt mỏi của anh em mình, chúng ta phải cần có những giây phút mà hòa với thiên nhiên như thế này. Đúng vậy. Đúng. Mặc dù nó hơi nắng một tí. Nhưng mà nắng đỡ hơn bữa tụi anh đi quay cái này bị mưa hoài à. Cái này đi mưa cực lắm. Ê, đang nóng mưa tắt bếp luôn á. Rồi, vui lắm. Mưa tội mấy ông camera chứ ai tội. Đúng rồi, mấy này mà tội gì, cái này câu không à. Lâu rồi không đi nghỉ dưỡng vậy đúng không? Đâu rồi chứ, cũng đi phim, cũng nghỉ dưỡng kiểu như nè. Đi phim mà phải quay phim chứ. Thế mà cũng thoải mái. Ở Ninh Bình rồi mấy cái khu rừng ở khu Ba Vì nọ. Cũng nó ná vậy nè. Mỗi ngày á, chúng ta nên dành một ít thời gian để chạy bộ. Đúng rồi. Nhưng mà chạy bộ ở dưới Sài Gòn thì nó cũng không thú vị lắm. Một là chạy vào công viên. Mà công viên thì đâu có công viên ở đây. Hai là chạy trên máy. Ở đây mà có thời gian một ngày đi bộ mấy cây số trong rừng vậy là rất là tốt luôn. Đầu óc thư thả vậy có nhiều. Tại vì thật ra đi trong mấy khu này nè, không khí nó trong lành á, nó giúp cho hệ tuần hoàn tốt, máu tốt, lưu thông tốt. Ở thành phố thì nó hơi bụi bặm tí. Suối luôn. Màu đẹp không? Đẹp. Này chiều nhảy xuống tắm đã. Đẹp ha. Ồ, mát đã. Hèn chi người hay có màn tắm tiên. Đúng rồi. Giờ mình chơi trò chơi đó không? Ôi chết à. Lên YouTube cái cấm 30 cộng luôn á. Là mình chỉ ngắm cảnh thôi. Giờ mình đi tiếp. Rồi đi tiếp ha. Đi tiếp. Mình sẽ đi ra con đường bí mật. Con đường này là con đường tình yêu. Đây là nơi ghi dấu ngày xưa Trường Giang đóng phim Lật Mặt 1 của anh Lý Hải. Cái cảnh mà Trường Giang bị treo ở trên cao, ở dưới là mỏm đá và đi qua cái cầu này bằng chiếc xe máy là đây. Là treo ngay cái thác luôn. Treo kế bên cái thác, ở chỗ cái cây đó. Kế thác. À. Mát ghê ha, buổi chiều đi mát lắm á. Mà như đâu có cho đâu, nó cấm, nó có bản cấm hết rồi, đâu cho ra đâu. Ừ. Đâu cho bơi. Ở trên đây có mấy người bắt tôm á. Ở đây nè có một cái loại trái là trái cà đắng, biết không? Nó ăn sao? Biết cà pháo không? Cà pháo biết. Đó, nhưng mà nó là cà đắng, ăn nó vị nhẫn nhẫn mà trộn gỏi ngon lắm. Nếu mua được tôm mình sẽ làm cái đó cho em ăn. Anh ơi, anh trai làng ơi, có tôm tép gì không? Có hả? À? Bán không? Bán hả? À? Bán lên cho coi hàng cái anh ơi. Wow, mát quá vậy. Tép hả? Ồ, cái nước ngọt đó. Đây là con tép. Mà con tép này ở bên Thái Lan á, là nó làm cái món tên Thái Lan gọi là gông tên, có nghĩa là gọi tép sống á. Lát mình sẽ mua về. Quyên, em ăn sống con này được không? Sống hả? À. Chưa ăn sống con này bao giờ. Ngon lắm. Rất ngon luôn. Nó giống tôm non quá ta, ngọt ngay luôn á. Dạ. Lát làm cho em ăn ngon lắm. À. Quá tuyệt vời. Này cho hay bán? Cho. Cho luôn hả? Thôi bán đi, bắt này khổ nó chết rồi. Nhiều cũng được đó. Vậy? 2 cân thì em ăn không hết, em mua 1 cân thôi nha. Mua 1 cân thôi. Rồi, mình lên trên bờ để nói chuyện ha. Anh bắt này khoảng bao lâu rồi? 3 tiếng rồi, bắt 3 tiếng là được là 2 cân. 2 cân. 1 cân là 250. Là giá thị trường đúng không? Chứ không phải là giá nghệ sĩ đúng không? Cá trắng. Cá trắng này tụi em có rồi. Cua đá. Đúng rồi. Con này chắc lắm nha. Thôi con này thả được không? Thả đi hả? Đi đi con, đi. Quá trời. Quá nhiều dữ. Ừ, có cá bóng nữa nè. Nè cá bóng nè. Mình lấy tép thôi, mình trả lại cua với lại cá bóng cho anh. Cua này. Cái con gì dài dài kìa, cá kèo. Chà, lấy lương lại đi. Ở đây dưới đây nhiều con dữ ta. Ê con cua, ê. Chân nó kẹp hả? Nó vô hãy cào lại. Dữ dữ gì cho. Tấn công đó. Bà cua này bà hung bạo lắm. Bỏ tay luôn á. Trời tay ơi. Kìa đầu nó bò xuống dưới kìa. Con mấy con cua này làm gì anh? Chiên giòn hả? À, xay nhuyễn ra hả? Ồ, đúng rồi, cây ra. Cảm ơn nha. Lát có người đưa tiền cho anh ha. Người đàn ông giấu mặt là bán cho chúng tôi. Chừng này tôm là đủ xài rồi. 2-3 món luôn, nấu canh được luôn á. Chúng ta về cái chỗ làm đồ ăn. Xin mời. Thưa quý vị, quá mệt mỏi. Đúng. Bây giờ chúng tôi đã có tép thiên nhiên luôn. Này kêu tên gì anh? Tiếng Thái mà nãy anh nói. À, cái món mà mình sẽ làm là gông tên. Gông tên. Dạ. Yeah. Cách đây mấy cây số nó có một cái suối rất là to và người ta thả cá tự nhiên dưới đó. À. Ừ. Giờ mình bắt tự nhiên luôn. Không, người ta nuôi nhưng mà nuôi theo nước suối tự nhiên. Cho người ta tặng cho mình. Nó, cho người ta tặng mình. À. Ăn rong rêu thoải mái. Chỗ này cũng cá rất là ngon luôn. Mà suối này rất lạnh cho nên thịt cá rất chắc. Chắc. Mập ạ. À. Mập. Bây giờ em làm một cái nhiệm vụ được không? Làm gì anh? Chà nữa phải không? Đúng vậy, chanh với muối. Nó đỡ tanh nữa phải không? Đúng rồi, nó thơm phức liền. Lấy cái miếng chanh chà nó đỡ đau tay, có chừng con cá này nó có cái ngạnh nè. Vậy đúng không? Nguyên, cái ngạnh nè. À. Chích vô là sốt mấy ngày mấy đêm đó. Chích mà sốt luôn hả? Ừ. Đó giờ má làm cá không mà có làm bây giờ đâu biết. Thì bây giờ mới làm cho má em ăn. Rồi ngửa bụng ra nào. Ngửa bụng lên. Trời ơi. Tao mấp quá mà này. Em cầm ra để trên đó, để trên sàn á, em tưới lên nước. Em cầm cái đầu á, đừng cầm cái đuôi. Rồi ok. Đúng rồi. Nghe chưa? Đây, ở này. Bây giờ sẽ làm món là cá lăn nướng sả nghệ. Thì mình sẽ làm sả với nghệ nè. Có ông chồng Dương Giang sướng ha, nấu ăn chuyên nghiệp ha. Mình sẽ nướng hết con luôn. Chắc chắn ảnh với em sẽ không ăn hết. Đúng. Nhưng chúng ta có một đại đội ngoài kia, nó đang chực chờ. Chúng ta không cần phải cạo vỏ, còn nếu cạo vỏ thì rất đơn giản. Nhưng mà mình không cần phải cạo vỏ. Giả nhuyễn hả? Đúng, sẵn rồi. Mời bạn giả. Đừng để nó rơi ra ngoài nha. Rồi. Trong thời gian thằng bé nó giả thì mình sẽ gọi là cắt con cá ra. Đây, đây, từ từ bình tĩnh. Thọt cái tay trái vô đây. Che lại phải không? Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, giả. Ít đầu á. Cái gì vậy? Mỗi tay anh. Đáng lẽ mình nướng nguyên con, nhưng mà nướng nguyên con thì nó lâu lắm, mình sẽ nướng từng khúc. Xong chưa? Rồi. Đây là sả và nghệ của Will. Mặc dù nó chưa có nhuyễn lắm nhưng mà thôi, vậy cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu, nước mắm. Một chút xíu đường. Chút xíu bột ngọt. Trộn lên thành một hỗn hợp ướp. Đáng lẽ là nhiều hơn á, mà văng bớt nữa ở ngoài. Chúng ta ướp trong vòng 30 phút đồng hồ. Mình thêm ít ớt bột. Ngon à, ớt bột vô cay cay á. Tiêu. Mời quý trộn, nhưng mà nhớ mấy cái ngạnh. Cái ngạnh phải không? Đúng rồi. Lát hồi miếng cá nó vàng đẹp lắm Quyên. Này nguyên con rồi phải không? Nguyên con nướng luôn á. Đó. Thấy không? Hơi ít sả nghệ đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ làm thêm miếng nữa. Em muốn ăn cay không? Cay được mà. Cay được đúng không? Cho thêm miếng ớt nha. Ừ, nướng lên cay mới ngon chứ. Đúng rồi. Miếng tiêu xanh. Tuyệt vời. Đúng rồi. Là sự khác biệt giữa người có gia đình bầm với người chưa có gia đình. Mật độ dân thì vẫn giống nhau. Lát mình làm chén muối ớt. Mình chấm. Mỏi tay quá, giả phụ đi. Điểm khác nhau là người có gia đình hao sức quá, mau mệt hơn. Mau mệt hơn. Rồi. Quyên, em cầm em cắt vô đây thì bạn cứ Quyên. Cắt làm đôi luôn. Cứng không? Cứng á. Rồi được rồi. Này nem không? Nem mắm phải không? Như cũ thôi. Như cũ. U như kỹ là y như cũ. Có cái gì đầy là sốc. Không cần. Theo giá thị trường nếu như vào một nhà hàng thì món này sẽ bán bao nhiêu tiền vậy? Mấy trăm nghìn đó, mấy trăm nghìn tới triệu á. Wow. Wow. Bao tay mới. Bao tay mới. Lửa than đã đẹp. Này mình để đây. Ok chưa? À. Nước khứa này có mỡ nè. Cái khứa này là cái khứa ngon nhất đó. Beo lì á. Cục mỡ cá này được. Thật ra hai anh em mình đứng ăn cục thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thương. Quá. Tự lên ha. Một ngón đã xong. Trời ơi, còn có. Trời ơi, sót. chết thiệt tình. Thưa quý vị, trong lúc chờ cá chín thì chúng tôi sẽ làm thêm cái món gọi là gông tên của Thái Lan. Đầu tiên mình sẽ lấy cái tô, ngâm cà. Em cắt miếng chanh em nặng vô cho mình đi. Nặng vô đâu anh? Nặng vô cái tô nước đó. Cà đắng là đặc sản ở trên vùng Tây Nguyên á. Nó ná cà pháo. Cá có chở nữa không? Đó chứ, chở liên tục á, chở đi. Nó chín đều. Đó, coi chừng rớt nha. Không rớt, trời ơi. Bữa chở là chở vậy nè. À, bữa ăn, đừng có trở qua hai bên này. Chết á. Bữa ăn cả đoàn. Chết á. Mang đi phim mới thật lắm đây. Ném máy quay mặt em giờ á. Trời ơi, cà nó ngon quá. Em lấy một chén đâm miếng muối ớt. Muối ớt. À, khoa, cái đó dơ rồi nha. Rửa. Đây, chỉ cho khỏi rửa. Đâm nhẹ nhẹ để nát cái bao nha. Chúng ta cho miếng muối vào đây, miếng chanh vào để cho nó khỏi bị đen. Beautiful. Không cần giả nát nha. Ổn chưa? Khá ổn luôn. Good. Thêm muối vô. Rồi, nặng miếng chanh bỏ vô. Rồi. Trộn đều lên. Beautiful. Trời ơi. Cháy luôn hả? Coi nè. Một ít rau. Cái này là gì, ngò ra? Đúng vậy. Thích ăn ra mà nhuyễn nhuyễn á, sắc nhuyễn nhuyễn này. Lật cái đầu cá đi. Đây đây, em lấy kèm giặt lên. Miếng này hơi trắng này, em lấy cái muỗng em trát cái kia qua miếng. Trát này phải không? Ừ. Ít tỏi ha. Làm nhanh một số ớt nè. Mấy trái? Hai trái nha. Hai trái sao đủ? Có 5 trái vậy đó. 3 trái. Em lấy chanh em cắt sẵn đi Quyên. Tỏi. Thêm cà đắng đi. Hơi ít. Đây, đầu cái cá. Rồi. Này chở rồi phải không? Rồi, mới chở đó. Này chở chưa? Mới luôn hả? Đó, cái quạt nào bạn cho nó hừng lên lại chứ để nó hết hừng rồi. Rồi làm đi em, quạt cho. Ừ, quạt cho nó hừng lên. Bây giờ mình trộn gỏi nè. Tép. Rất là ngon luôn mọi người. Ớt. Tỏi. Nước mắm. Ít xíu đường. Rau. Kính thưa các loại chanh. Đơn giản lắm, để cái tay vô nè. À, ok. Rồi để chở cá. Bây giờ anh bỏ cà vô. Quyêu ơi, Quyêu. Chết. Chết Quyêu ơi. Còn miếng nữa, đó người ta bỏ ít ớt bột vô. Chua chưa? Biểu từ phùi luôn. Xíu mắm. Xong. Mix. Thưa quý vị, như vậy là hai anh em chúng tôi đã làm xong hai món gỏi gông tên và cá lăng nướng xả nghẹ. Bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta dọn ăn thôi. Thời gian đã trôi qua. Đúng rồi. Trời đã xế chiều và anh em chúng tôi đã đói sau khi chơi những trò chơi mà không được thông minh lắm. Vận động quá mất sức. Quyêu, anh thấy cái thịt nó lồi lên không Quyêu? Đúng rồi. Do nó tươi, nó chắc á, cơ á. Cơ. Nhưng mà em thì nên ăn cục này Quyêu ạ. Tại vì cục này là cái phần ngay chỗ gần cái bụng á. Bụng. cho nên là cái thịt nó rất là ngon. Đúng. Mọi người thấy không? Da nè, giòn, tách ra nè. Đây, tôi xin phép tôi ăn cục gần cái đuôi. Rồi, tôi ăn miếng da trước nè. Chấm miếng chanh nè. Ngon hơn. Ngon lắm. Thơm ạ. Trời ơi, xuất sắc. Thịt không mà xương không thấy đâu á. Không được miếng xương luôn á. Cái vị nghệ nó thơm, xả thơm. Mà thịt nó mềm, màng, nó không có vỡ. Nó ăn thơm phức à. Béo kìa. Béo kìa. Thử miếng gỏi. Quy là lần đầu tiên ăn này đúng không? Đúng rồi. Cuộc đời phải có những cái lần đầu tiên Quy à. Quy à, anh cho phép đút cho em cái được không Quy? Được ạ. Ghê không? Mát mát ha. Ừ. Cái cà dễ ăn chứ đâu đắng đâu. Nó tên là cà đắng. Nó nhẫn nhẫn nhẹ nhưng mà ngon. Quá ngon luôn mọi người. Cái mỡ cá con này ngon quá. Không phải là mình khen mình nấu ngon nhưng mà cái sự kết hợp của mình là đúng. Đúng, chính xác. Quá ngon. Cho ông quay phim miếng hả? Cho quý vị coi. Thật sự ngon đúng không? Đúng rồi, ngon. Quá ngon, ngày hôm nay là ăn quá ngon. Đây, miếng này không có xương nè. Đây, không có xương nha, tôi chấm rồi á. Anh là phải cắn thằng ớt á, ăn ớt ghê lắm. Ừ. Nhưng mà cũng chưa ghê bằng một người đâu. Ai? Vợ anh. Đây là xưa lúc mà chưa ăn á. Chỉ cần thấy cái màu đỏ thôi, chứ đừng nói ớt là không ăn. Bây giờ huấn luyện ăn luôn. Bây giờ huấn luyện gì ăn còn dữ hơn anh nữa. Kích thích vị giác. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, ăn cái tẩu quả giặt ma luôn đó. Chết. Ngon. Thật sự ngon. Nhờ thịt nó dày mà thịt ở trong vẫn ngọt, nó không bị khô. Anh mấy thứ gì đó rất là ngon. Ăn quá ngon, rất hạnh phúc. Trời ơi. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở đây thì ở ngoài kia có một phái đoàn. Mời chỉ camera. Chúng tôi đang quay phim ở đây thì ngoài kia có một phái đoàn. Ăn không thương tiếc, ăn bất chấp đạo diễn, bất chấp nghệ sĩ, bất chấp khách mời. Người đến ngồi tắm đầu ăn chứ không tin được. Chế biến ké theo công thức gỏi. À, chế biến ké theo công thức. Giờ đã ngồi ăn. Ngày hôm nay rất là vui, cảm ơn Will. Một lần nữa là cảm đã đến vượt đường xá tới đây chơi với tụi anh. Không, em cảm ơn anh tại vì là tới mấy món này á thì mình đi nhà hàng mình gọi thôi. Chứ mình chưa bao giờ mình làm trực tiếp hết á. Nay làm trực tiếp thấy nó ngon nhưng mà tự nhiên mình làm mình cảm thấy vui vui hơn bình thường đúng không? Mình ăn thấy nó đã hơn là người ta làm. Đúng rồi. Như vậy á, không khí á, mát trong lành hơn ở Sài Gòn. Trong lành hơn nhiều. Và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian yêu thương chương trình này và tụi em cũng sẽ làm nhiều chương trình khác nữa sẽ hay hơn nữa để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ thì xin lỗi những quý vị nào mình lỡ chương trình này mà quý vị coi lúc 12 giờ đêm thì tụi em thành thật xin lỗi, tụi em không có ý đó. Nhưng mục đích tụi em làm là để cho quý vị coi lúc 12 giờ đêm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trường Giang và Will xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Miếng tiêu xanh tuyệt vời. Đúng rồi, là sự khác biệt giữa người có gia đình bằng với người chưa có gia đình. Mật độ văn thì vẫn giống nhau.